không uống nước không nhá, không cần uống rượu, không ăn nhá, không khỏe. Dạ. Thế là chị và các bạn đây trong thay đổi à? Thay đổi. Tôi trong đêm này. Ngày thì tôi về nhà bạn và vợ chồng bạn ấy nghỉ, xong là chiều 5 giờ 7 giờ thì vào. Trong đêm. Ở nhà tôi với con ở đây, nhà mới bưởi ngay gần đây khoảng cây với con. Tôi mới để ra nhiều từ búng mà ra là anh em tôi ngủ trong biên thôi. Gốc ở ngay thì nhỏ. Là ông nằm ở nằm lâu đấy. Nằm lâu đấy mà, điều trị phổi nằm chắc lâu rồi. Ông ăn uống nước nhiều. Bố ăn ít à? Đi cháo. Bây giờ mới vào thuốc chị ở đây ở hẳn đây luôn à? Chị buổi sáng, còn cậu ấy thì buổi chiều, dạ, đêm. Vợ ở nhà bán hàng.